và Vân. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với những clip của Vain Glory Việt Nam, và tôi là Kubi Nguyễn. Thì ngày hôm nay tôi cũng đến hẹn lại lên, vẫn là cái mùa đứt cáp mạng cũng khá là nhỏ một tí. Ngày hôm nay thì tôi leo ranh, đang leo nhỏ lên ranh 9 thôi, sắp lên ranh 9 rồi. Thì cứ xem đúng mình xem thế nào, sao nó như rồng cực kỳ rất có lý nha. Đánh rồng nào, rồng đi. Rồi ở đây gây luôn, quá tuyệt vời. Và chúng ta đang có cái màn lựa chọn sức bọt ở đây, lựa phin thôi, phin gì bảo kia cho nó hoành tráng đây. Vâng, mà chúng ta xin làm clip về Vain Glory, đó là vị tướng Phin, một vị tướng hỗ trợ khá là cứng nhưng mà có tốc độ rất là rùa bò. Thì ngày hôm nay chắc cũng không có cái màn, có những cái màn mày chạy lên con Kiki nha, thì con này cũng không nổi đâu, lại Kiki chắc rồi. Vâng, thì đó, cảm ơn các bạn đã ủng hộ những video của mình, và mình sẽ cố gắng tiếp tục làm những video hay hơn, bình luận hài hước hơn, và những con và có những cái màn quay tay thành trưởng nhiều hơn. Bọt không biết quay tay được cái gì đây, quá tuyệt vời. Chúng ta cùng bước với đội hình là anh Khoa và đang gây bên đội bạn, gồm có sau cát và Ketcher và chúng ta biểu to nha, chết quá thiệt, nhìn biếu không là biết xử rồi, đã thiệt. Em biết mà mượt mà em biết. Vâng, và bước vào trận đấu ngày hôm nay hút được hút một đi thuốc, vâng, quá tuyệt vời. Cái chiếc màn hút thuốc lá tại đây, cái màn đốt rừng đốt rẫy khá tấp nập. Mày nha, sức bọt thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn, những bạn mới chơi, cái sức bọt bằng con phim này. Con phim này là một con tướng có thể nói là khá là bá chày, những pha đập của nó rất là uy lực, những pha kéo quay tay thần chữ, những pha đạp dưới đất nổi mụn khóc thật là ghê gớm. Chắc có lẽ là tôi sẽ lên một đôi dài để có thể là quậy sóng nhiều hơn. Rồi nha, rồi tao thấy rồi nha, ở dưới ăn nha, rồi nha, rồi nha, chạy hộ nha, chạy hộ nha, đập chết nó, đừng cho nó để cứng, đúng rồi, đập, đúng rồi, hay quá bạn. Trời ơi, đánh như thế này thua bằng niềm tin à. Đừng lên, đừng qua đường đó, đi xuống dưới, đi xuống dưới, ơi rồi, phát bắn sao rồi. Này có cái màn cút rừng ở đây, đập nó đừng cho nó cứng. Ơ quất như đạn, ôi giờ phát rồi chứ sao đi. Rồi ăn con này đi, phóng cho nó qua, nó cắt le đập sợ rồi gì. Quay mà chúng ta có cái màn mua bom thùng trưởng ở đây, và mua tích cực đặt bom. Sức bọt là bạn hãy nên đặt bom ở những cái chỗ hiểm trở, chỗ nguy hiểm. Rồi phát vai qua lâu rồi, đơ phát đùa. Bạn đánh quá hay, hay của bạn đập chết nó, đúng rồi đập nó, đúng rồi. Ai, trời ơi, đập nó mình, trời ơi. Hay của bạn, hay của bạn. Mình sẽ bảo kia là bạn sống vậy, đúng rồi, hay của bạn. Hay quá, rồi, xong. Còn phim nè, lui, ở đây gây đâu, phát thủ, hộ gia, happy, cứu đẻ. Rồi, nó cho lên trụ thôi, nó không có giết mình đâu. Ăn hai con xong về, tuyệt vời. Như vậy.
lên mà không chạy về là thua rồi. Không quên sắp bản đồ rồi. Và chúng ta đang có chiếc màn di chuyển ở đây. Vâng, Cardia khá đẹp, 0021. Và đường này về chắc Boro còn 21 quá. Trời, số đá là 0021. Trời, lụm lúa luôn. Số đây chứ đâu. Tiền là tiền của đó đó. Ôi, nó qua. Mày qua đây, Đó, tôi về đây. Chú đừng có lo bất cứ vấn đề gì hết. Có tôi ở đây. Đập phát. Rồi nha. Đập nó nha. Cố lên bạn ơi. Đập nó. Rồi đừng lên. Đừng đi lên chỗ đó. Chết. Đi qua đây. Đi theo tôi nè. Phát. Đi ra đây. Rồi. Rồi con pin nó hút thuốc đã đi kìa. Phát. Lụm con quái kiếm 80 đồng đi về một hơi luôn. Ăn quái xong đi về một hơi luôn. Và tôi đang có cái màn đối đầu với những ship bọt. Tôi ship bọt, tôi đi quýnh ship bọt thôi. Tôi không có liên quan gì tới những người kia hết. Tôi đi đặt bom liều chết. Cảm tử văn ba chạy thôi, ba thằng the fuck. Chạy đi, tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình. Mới nó chọt 400 mấy máu thôi, chọt dữ thôi. Trời ơi, thấy lên nó chưa được bụi gì, thua rồi. Thua. Cái ông cái ông ra gây quýnh cờ rồi ba thằng cũng lao vô nữa. Thua. Sắp anh tiếng rồi đó, chết tôi rồi đó. Rồi nha, chạy hộ nha. Rồi đi về. Thôi chứ sao mà chết nha. Đứng đó nha. Rồi nha, đứng đó nha. Đứng ở nhà rồi chết nha. Đặt cho hai cái bom ở đây mà đánh không minh thằng nữa là chết chứ đâu nha. À, anh chơi kế chiến thuật là anh mua kẹo cho Miro nó mạnh lên, mình bệnh đẩy đập mắt không đánh chết biết thấy anh đang ngáo tí thì đợi nó chứ. Rồi nha, anh không có trụ là biến nhanh nha, chạy lưu lại. The fuck, cái gì vậy, tôi đang quýnh với ai đây, không đi ngược lại, the fuck, đùa, lên nè, trời ơi, gặp Super Lad nữa rồi, chết tôi rồi. Rồi để tôi leo rank nha mấy thanh niên ơi. Nó kìa, chụp lại ba thằng luôn. Biến gấp ba thằng lỡ là chơi đâu đi được. Fuck ba thằng thua. Ba thằng nhảy chạy cũng được hay thua. Chưa, 49 thì còn là ngang. Tú xích bọt mà biết rồi. Xích bọt để ý kỹ lắm à. Đùa đâu. Rồi ra chết à. Bỏ đi. Bỏ 300 đi. Tú xích bọt kỹ lắm à. Rồi nha, đi dòng xuống dưới. Đi lên trên đi, được phát rồi nè. Rồi nè, hiểu nè. À, nếu mà không có ulti là nó về được. Con gì đây?
lý phải vòng xuống dưới với hai thằng đi vòng đường này lên, mình đi vòng vòng xuống dưới mình vòng qua thoát đánh cái như thằng mới biết chơi. Trời bác không, không chết luôn, là 40 đồng đi về nha. Đánh cứ như đồ thằng mới biết chơi. Fuck you. À, bỏ qua đây, tạm gác qua bên. Trời ơi, còn gánh chán. Đây đừng có thấy đồng đội không biết binh đồng đội đánh đúng ý đó, đúng nhịp điệu, đó là một vấn đề rất là quan trọng của anh sức bọt. Rồi nha, lên nha, đừng vô bụi nha, ủi vô luôn nha. The fuck, câu mà lo quần gì. Rồi nha, đi vô nha, đập cho cái nha. Trời, nó sẵn luôn nha, cũng chết luôn, đủ bắn chết. Uống máu nha, uống máu để khỏi chết nha. À, khỏi chết thiệt luôn nha. Đi xuống đây, đi xuống đây. I'm coming, follow me, help boy, help boy. What? Ok ok ok. Anh bình dữ quá, anh bình dữ quá thiệt. Con sao xuống, con sao xuống, biến mau, lập tức mang ra bắn thông ghê rồi. Chắc thì lên cái hắn kết gấp chứ không nó muốn chết. Lên gì đây? Không biết gì luôn. Người đại ở đây đó, tiếp tiếp. Rồi nha, rõ qua nha, không có ai nha, hai ba thằng nha, bỏ nha. Tính kéo thôi bỏ nha. Đi trời rồi, trời đi rồi, trời đi rồi. À, đi rồi bắn đi về, phát. Đi về, kéo ngược lại nha, đờ phát. Chón nha, uống máu nha, uống máu nha. Không có chết nha, đờ phát chết luôn nha. Rồi nha, tự đánh tim nha, à, ăn cái bom nha. Lụm một chuối nha. Tôi lụm hai chuối nha. Wow. Mày chơi thôi. Nè, đứng lại mày, đứng lại chơi không chơi nha. Thằng này chạy lại con kia kia. What the fuck? Rồi nha. Là con kia kia nha. Đùa đâu có được. Sức mạnh của Queen vị anh hùng gánh tên ở đây mình. Đùa nhau. Được rồi. Má coi tí hơn nha, để chửi. Vâng, và chúng ta đang có cái màn pin dịch tem khí thế ở đây. Ăn hay không? Đi đặt bom liều chết rồi. Rồi nha. Đặt bom liều chết nha. Đặt bom lên vị trí quan chiến lược quan trọng thế. Nhìn được chút tiền rồi nha, lên nha. Đừng chui cho bụi, yên bố, không có chui cho bụi đi. Hay quá bạn. Trời ơi, block. Thoát, bật block. Trời ơi, ông đi mạng dưới rồi. Hay nha, hay được nha. Thôi đi về nha. Để tôi, có tôi một bố kê rồi. I'm coming, follow me. Thoát, tôi là bị... bức tường thịt đang đứng ngay ngay trước trụ. Rồi nha, đứng đó nè, đứng đó nè, đứng đó nha. Rồi nha, rồi nha, thì đó mà không đánh kịp là nó sụp kia chết luôn. Đánh gì ở đây? Đánh chết cha mua lần thắng phép tới tính tiếp ra thì pin chụp bọt. Nói chung là hãy biết quan sát bản đồ, đặt bom, dò tầm nhìn, chịu sát thương binh đồng đội. Quát đơn giản nhưng đi chụp bọt, chụp bọt là linh hồn của team. Đó là những cái điều quan trọng của chụp bọt nhất.
ngày hôm nay tôi đề cập đến là con Phin, hy vọng cho các bạn sẽ ủng hộ mình dẫn đến những cái video clip mình đã up lên trên YouTube. Vâng, và khá là tuyệt vời, tên chúng tôi đang lao lên với một tốc độ rất là bàn thờ và gặp ngay ba thằng ở đây. Được phát rồi nha, kéo lại nha, được phát nha. Cô đã bắn rồi, được phát khục luôn rồi, thua, không giết kịp nào, rồi nha, trai thục, thua. Ơi, tôi không thể tin được tôi có thể xử lý những cái file như vậy. Rồi nha, đi vô nha. Bức tường thịt đang di chuyển nha, đừng dí tôi nha. Tha nha, tha đi, tha. Rồi, khỏi tha đi. Khỏi. Chị em chết tôi rồi. Tôi đánh, tôi dễ giết lắm hả? Tôi đánh, đâu phải muốn tôi chết là dễ đâu. Đùa. Đầu nha, đứng mà chết nha. Chạy hộ nha, đập nó. Quốc chơi nó luôn em ơi, chơi khô máu đó. Đùa. Phải muốn đánh rồi. Rồi bên này đứng nè, đứng nó bắn nè. Rồi đứng nè. Qua bên này đứng đầu đó, nó giờ đi qua bên này đứng đi để bắt tí máu rồi, tí rồi lóc cưa rồi nha, chết luôn nha, ở đờ phát đùa rồi nha, hai đánh lai nha, từ từ đánh không gì đắp gáp rồi. Ô trời rồi nha, chạy hộ nha. Phát nó ổn cái một xíu nữa. Rồi nha. Lầm lúa nha. Rồi ăn ra kênh đi. Ăn nó bình bậy bạ đó, đừng theo đó. Tàu lao, đánh tàu lao. Đừng nghe lời nó nói, hãy nghe lời của tôi. Phát tí nữa gần hết máu mình qua bạch chế bên này đến tránh ulti của con kia, bây giờ nó bắn thì con á, nó được tính con á, tí nữa hết máu nó quay lại đứng đó rồi nha, chạy hộ luôn nha. Lui lên cái đường hộ báo á, rồi chơi nó được phát. Tôi không sợ nào hết. Fuck you, thắng rồi. Đánh có gì đó, suy nghĩ tưởng tượng phong phú, the fuck. Rồi nha, đập trụ thôi, kệ nó muốn làm gì là. Rồi nha, nó chạy nha, ra đây. Phát vô mà nó bắn tôi kìa, trụ tôi bắn đúng le cơm luôn. Rồi xong là qua đây đùa, để nó bỏ nó qua bên đi rồi phát. Chơi luôn đi, được phát có Karakin mày hỏi gì. Vâng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Bay Glory Việt Nam. Và tôi là Cumi Nguyễn. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe kênh YouTube của Bay Glory Việt Nam. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.